Hoàng xin chào quý vị. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Không biết là ngày hôm nay chuyên gia ẩm thực Hoàng Oanh sẽ giới thiệu đến chị em chúng ta mâm cơm với những món như thế nào đây ha. Xin chào chị. Xin chào Hoàng An. Dạ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Mâm cơm mà hôm nay mình muốn giới thiệu cũng là những món ăn đơn giản thôi đó Hoàng An. Đơn giản. Cũng giống như là mình mua thịt bò về xong cái mình vừa làm món xào vừa nấu canh đúng không chị? Cũng không có đơn giản đến mức như vậy Hoàng An. Đơn giản là những món chế biến đơn giản thôi, nhưng mà chế biến nhanh nè, rồi giá cả hợp lý nè, và đầy đủ dinh dưỡng luôn là tiêu chí của chương trình đó Hoàng An. Nghe hấp dẫn quá, nhưng mà em đang muốn biết là cụ thể nó gồm những món gì đây nè. Mâm cơm hôm nay mà mình muốn giới thiệu đến Hoàng An và cả nhà là món canh thịt viên cà chua, đậu bắp xào chao và sườn sốt chua ngọt, tráng miệng bằng ổi. Wow, canh thịt viên cà chua nghe lạ quá ha, chắc là hấp dẫn lắm đúng không chị? Muốn biết hấp dẫn như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi chợ nha. Mình đi chợ nha. Dạ. Em ơi cho chị 100 thịt xay với lại 300 sườn đi nha. Khuyến phải đó. Chị ơi, như vậy là nãy giờ cái mâm cơm này chị em mình đi mua tổng cộng hết có 84.700 thôi đó. Trời ơi, nhưng mà cũng đầy đủ dinh dưỡng rồi, cũng có tráng miệng nữa nha. Quá rẻ luôn. Mà còn cái món gì đó, canh thịt viên cà chua. Trời ơi, tự nhiên nghe món lạ lạ vậy là em bị kích thích luôn đó. Ngon lắm đó Hoài An. Dạ. Bây giờ mình có thông tin khuyến mãi gì gửi đến cho các chị em không? Tất nhiên là có chứ chị. Bây giờ là thông tin khuyến mãi đang được áp dụng tại hệ thống siêu thị của Opmart cho chị em mình. Quý vị ơi, đừng bỏ lỡ chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn diễn ra từ nay đến ngày 11 tháng 9 nha quý vị. Riêng mặt hàng thực phẩm tươi sống thì có chả cá ba sa nè, tôm thẻ, má đùi gà tươi và tẩm ướp, và còn có cả bao tử cá ba sa, giò sống, lạp xưởng tươi nữa. Tất cả đều được giảm giá đến 15% lần đó. Vừa rồi là thông tin khuyến mãi vô cùng hấp dẫn luôn. Chị em mình nhớ đến siêu thị của Opmart trong thời gian này để được hưởng cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn này nha. Trước khi tạm biệt chương trình thì Hoàng An xin gửi lời cảm ơn nhà tài trợ của Opmart đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv9.vtv.vn hoặc fanpage Chợ Khéo Cơm Ngon. Và đừng quên gửi về cho chúng tôi thực đơn mâm cơm với chi phí hợp lý để nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn nha. Hoàng An xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những số sau của chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ chiều thứ bảy các tuần trên VTV9. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với phần hướng dẫn chế biến mâm cơm ngày hôm nay cùng với chuyên gia ẩm thực Hoàng Oanh. Hoàng xin chào tạm biệt. Chào mừng quý vị đến với không gian bếp của Chợ Khéo Cơm Ngon. Mâm cơm hôm nay của mình đã được sơ chế và bây giờ đến phần tẩm ướp và chế biến. Trước tiên thì mình sẽ nấu canh cà chua thịt viên. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít hành tỏi. Sau đó thì mình sẽ xào cà chua. Cà chua đó thì mình băm nhỏ. Xào cà chua xong rồi nếu mà mình có nước dùng thì mình cho nước dùng, nếu không thì mình cho nước cũng được. Mình nêm vào đây khoảng một muỗng nước mắm. Trong khi mà mình chờ nước canh sôi thì mình sẽ sơ chế cái thịt bằm để làm thịt viên. Trước tiên thì bạn sẽ cho vào đây một ít hành tím, một ít bột năng, một ít tiêu, bột nêm. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Mình trộn đều. Bạn có thể đập cho cái thịt dai. Khi mà mình nấu canh thì nó sẽ không rã ra theo nước. Và sau đó thì mình sẽ chia viên ra. Sau đó mình sẽ nêm vào trong nước canh một ít hạt nêm, một ít muối. Vì là canh cà chua nên mình cũng sẽ nêm một ít đường. Khi mà nước canh đã sôi á thì mình cho thịt viên vào, bạn cho nhẹ nhàng thôi để cái viên nó không bị rã ra. Khi canh đã sôi lại, các bạn nêm lại theo cái khẩu vị gia đình mình ha, tùy mình thích là mặn hay là vừa, nhưng mà món canh này á hơi mặn mới ngon. Vậy là mình đã hoàn thành tô canh heo viên cà chua rồi đó.
Món tiếp theo sẽ là sườn sốt chua ngọt. Sườn các bạn mua về rửa sạch, bóp với muối, sau đó thì trụng sơ, rồi rửa lại để ráo. Sau khi để ráo rồi thì bạn ướp vào đây khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm, một ít hành tỏi xay, một ít tiêu. Bạn cũng ướp thêm một miếng nước tương để cho nó dễ thấm bột. Ướp xong thì mình để khoảng 15-20 phút để cho sườn thấm. Trong khi chờ sườn thì mình sẽ pha bột. Khoảng 50g bột thì bạn cho chừng 4 muỗng nước để cho cái bột nó hơi sệt lại được rồi. Nó không cần là nhão ra quá, bởi vì trong cái sườn của mình nó cũng có cái nước ướp. Thường là trong bột chiên người ta cũng có gia vị, cho nên bạn cũng không cần cho thêm gia vị nữa. Trong khi mà mình chờ đợi cái sườn vàng đó thì mình sẽ pha chén giấm. Ở đây là khoảng 3 muỗng giấm, 1 muỗng tương ớt và 1 muỗng tương cà. Mình cũng cho vào đây khoảng 1 muỗng ăn cơm, đường và một ít hạt nêm, một ít nước tương. Sau đó thì mình sẽ pha chung với nước. Mình cho vào khoảng 4 muỗng nước, 1 muỗng cà phê bột năng. Bạn khuấy đều lên. Khi miếng sườn mà nó vàng rồi thì mình sẽ gấp ra trên giấy thấm dầu để cho nó thấm bớt dầu ha. Làm tiếp cái nước sốt. Đầu tiên thì mình sẽ phi tỏi lên cho thơm. Có rau củ gồm hành tây, ớt Đà Lạt. Sau đó thì mình cho chén sốt vào. Nấu sốt cho sôi lên và rưới lên sườn. Vậy là xong. Rồi, mình cho sốt lên trên sườn. Nếu mà bạn thích sườn thấm sốt thì mình có thể cho sườn vào nồi sốt nấu lên. Nhưng mà ở đây mình thích là ăn được cái vị giòn của bột, cho nên mình chỉ chan lên sườn thôi. Và mình nêm thêm một ít hành lá. Vậy là tô sườn xào giấm của mình đã hoàn thành rồi. Kế tiếp là món đậu bắp xào chao. Trước tiên thì bạn cho dầu vào chảo, cho thêm một ít tỏi. Trong khi chờ xào tỏi, mình có thể pha cái chén chao. Ở đây có 2 miếng chao với lại một ít nước chao. Mình thêm xíu nước thôi và một ít đường, hạt nêm. Món này nếu mà bạn thích ăn cay thì bạn sẽ cho vào một ít ớt xay. Món đậu bắp này mình không có nêm gia vị nhiều quá, bởi vì trong cái chao thì nó cũng đã đầy đủ cái vị mặn rồi. Mình chỉ có cho chao vô thôi. Sau khi mà đậu bắp đã xào tái rồi, mình cho luôn chén chao vô. Cho chén chao vô xào sôi lên là xong. Nếu mà bạn thích ăn mềm thì bạn xào lâu hơn, nhưng mà mình thích ăn khi mà nó còn cái độ giòn thì nó sẽ ngon hơn. Hôm nay chúng ta sẽ tráng miệng bằng ổi nha. Vậy là mâm cơm của chúng ta hôm nay đã hoàn tất rồi đó. Chúc các chị em luôn thành công, luôn vui với những bữa ăn chiều của gia đình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.